Vì chúng ta cùng nhau các thí dụ thứ hai. Đây là bài thi tuyển sinh của khối A năm 2002, nội dung như sau. Tìm nghiệm thuộc khoảng 0,2 pi của phương trình lượng giác 5 lần sin x cộng với cos 3x cộng với sin 3x tất cả chia cho 1 cộng 2 sin 2x bằng 3 cộng với cos 2x. Cách giải thì trước hết tất nhiên ta cũng giải như bình thường. Thì trước hết các bạn thấy rằng điều kiện của phương trình lượng giác vì đây chứa mẫu cho nên các bạn sẽ thấy sin 2x khác trừ 1/2. Tức là phần đầu ta làm y như bình thường, không quan niệm có cái này. Vậy các bước phương trình lượng giác vẫn phải làm. Một là sau khi đặt xong điều kiện đó, thế thì phương trình đã cho sẽ có dạng sau đây. 5 lần các bạn quy đồng lên, chúng ta sẽ có là sin x cộng 2 sin 2x sin x cộng cos 3x cộng sin 3x tất cả chia cho 1 cộng 2 sin 2x bằng 3 cộng cos 2x. Bây giờ chúng ta cùng nhau biến đổi. Đây là 5 sin x, biến đổi tích thành tổng 2 sin sin tức là bằng cos hiệu trừ cos tổng trừ cos 3x cộng cos 3x cộng sin 3x tất cả chia cho 1 cộng 2 sin 2x bằng 3 cộng cos 2x. Dĩ nhiên hai cái này đơn giản. Các bạn sẽ có ngay, chúng ta có sin cộng sin áp dụng công thức biến đổi tổng thành tích thì bằng 2 sin cos 2 sin 2x cos x cộng với lại cos x tất cả chia cho 1 cộng 2 sin 2x bằng 3 cộng cos 2x. Và nếu các bạn tinh mắt thì chúng ta thấy tương đương với lại 5 lần. Ở đây các bạn đặt cos x làm thừa số chung, 1 cộng 2 sin 2x tất cả chia cho 1 cộng 2 sin 2x bằng 3 cộng cos 2x. Và thế thì hai cái này gạch đặt điều kiện rồi. Phương trình còn lại rất đơn giản, đó chính là 5 cos x bằng 3 cos 2x. Dĩ nhiên chúng ta viết thành 2 cos bình phương x trừ 1. Và phương trình của chúng ta sẽ trở thành 2 cos bình phương x trừ 5 cos x cộng 2 bằng 0. Và như các bạn biết, dễ dàng thấy rằng phương trình bậc 2 này có hai nghiệm, cos x bằng 2, cos x bằng 1/2. Tất nhiên cái này loại vì cos x tối đa là bằng 1. Đến đây chúng ta cos x bằng 1/2, vậy ta có x bằng cộng trừ pi trên 3 cộng k2pi. Thế thì nếu chỉ giải phương trình lượng giác xong, tất nhiên các bạn phải nói thêm khi x như thế này, tất nhiên sin 2x khác trừ 1/2. Các bạn có thể thấy ngay 2x sẽ là sin của cộng trừ 2π/3, tức là nó là căn 3/2, tất nhiên là khác trừ 1/2 cộng trừ căn 3/2. Các bạn thấy rồi, tôi khỏi phải nói nhiều, nhưng nhớ phải nói thêm và thỏa mãn điều kiện. Thì những chuyện đó các bạn đã biết rồi. Vấn đề quan tâm ta không phải lấy cái này mà lại chỉ có quyền xét trên miền 0,2π. Ở đây có hai cái cộng trừ, vậy ta phải xét trường hợp A. Nếu là nghiệm cộng thì bất phương trình là pi trên 3 cộng k2π lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn, lớn hơn hẳn 0, nhỏ hơn hẳn 2π. Và từ đây các bạn sẽ có trừ pi trên 3 nhỏ hơn hẳn k2π và nhỏ hơn hẳn 5π/3. Chia cả hai vế cho 2π, vậy các bạn sẽ có k nhỏ hơn 5/6 và lớn hơn ở đây là trừ 1/6. Chia cả hai vế cho 2π và do k nguyên
Cho nên các bạn nhìn thấy rồi, trong trường hợp này chỉ có duy nhất một niệm là K bằng 0. Ứng với K bằng 0 thay vào niệm đầu tiên của chúng ta tìm được, đó là niệm Pi trên 3. Đấy là ứng với lại trường hợp cộng. Tất nhiên với trường hợp trừ thì tương tự, ta phải giải bất phương trình 0 nhỏ hơn trừ Pi trên 3 cộng K2Pi nhỏ hơn 2Pi. Và đến đây các bạn làm hoàn toàn tương tự, chúng ta chuyển về thì ta sẽ thấy K lớn hơn 1/6 và nhỏ hơn ở đây là 2 cộng 1/3, tức là 7/6. Và do K nguyên nên suy ra K phải bằng 1. K bằng 1, vậy nghiệm ở đây các bạn thay vào 2pi trừ đi pi trên 3, nghiệm thứ hai của chúng ta sẽ là 5pi trên 3. Và trả lời đáp số của bài thi năm ấy là phương trình đã cho trên khoảng 0,2pi có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là pi trên 3, nghiệm thứ hai là 5pi trên 3. Như vậy đường nối dài rất rõ ràng. Để kết thúc cho phần này thì chúng ta xét thêm một ví dụ nữa cũng rất hay. Thí dụ 3, xét phương trình sau đây. Phương trình cos 2x trừ đi tan bình phương x bằng cos bình x trừ cos 3x trừ 1 tất cả trên cos bình x, và chỉ xét trên đoạn 170. Câu hỏi không phải bắt giải, và sau khi tìm được nghiệm thì đầu bài bảo tìm tổng tất cả các nghiệm, tức là cộng tất cả các nghiệm trên đoạn 170 lại xem nó bằng bao nhiêu. Thế thì bài này cũng giống hệt thôi. Trước hết chúng ta phải cùng nhau giải phương trình. Rõ ràng phương trình này chứa tan lại cos khác không, cho nên điều kiện là x khác pi trên 2 cộng k pi. Như vậy sau khi đặt xong điều kiện thì chúng ta giải bình thường thôi. Ta có cos 2x sẽ bằng 2 cos bình phương x trừ 1 trừ tan bình, bằng cos bình chia cho cos bình là 1, cos 3 chia cho cos bình là trừ cos 1 trên cos bình, tức là 1 cộng tan bình vì có dấu trừ. Cái này hết, trừ tan bình hết. Vậy chuyển về ta có 2 cos bình phương x cộng cos x trừ 1 bằng 0. Thế thì rõ ràng cái này sẽ có nghiệm là A trừ B cộng C bằng 0, cos x bằng trừ 1 và cos x bằng 1/2. Thế nếu như bình thường thì các bạn sẽ giải cos x bằng trừ 1 thì x bằng pi cộng k2pi. Cos x bằng 1/2 thì giống như đây, x bằng cộng trừ pi trên 3 cộng k2pi. Các bạn có 3 công thức, các bạn lại giải trên đoạn này rồi tìm k. Nhưng riêng bài này thì các bạn chú ý hộ tôi. Người ta gọi những trường hợp nào có thể được thì các bạn ghép nghiệm để chúng ta biến đang từ 3 công thức này chỉ thành có 1 công thức, bằng cách nếu các bạn nhìn trên phương trình lượng giác thì chúng ta thấy như sau. Nghiệm thứ nhất là pi cộng 2 k pi, nghiệm thứ hai là đây, thứ ba cộng. Vậy ba cái này có thể ghép chung vào một cái. Ta biết rằng từ mỗi một cái này cách nhau là 2 pi trên 3. Vì vậy cái này viết chung được thành x bằng pi trên 3 cộng k 2 pi trên 3. Và như vậy ba cái này viết lại một cái, có nghĩa chỉ phải một lần giải bất phương trình. Tất nhiên đến đây chúng ta xét bất phương trình pi trên 3 cộng k 2 pi trên 3 nhỏ hơn hoặc bằng 70, lớn hơn hoặc bằng 1, tức là 1 trừ đi pi trên 3 lớn hơn hoặc bằng nhỏ hơn hoặc bằng k 2 pi trên 3 nhỏ hơn hoặc bằng 70 trừ pi trên 3. Và như vậy sau khi các bạn chia cả hai vế cho 2 pi trên 3
và tính toán bằng máy tính, chúng ta sẽ có ra là K lớn hơn hoặc bằng 0, không quan tâm, nhỏ hơn hoặc bằng 32. Nên các bạn dùng máy tính 70 trừ cái này chia cho 2π/3. Do K nguyên nên suy ra K bằng 0, 1, 2, 32. Vậy trên đoạn 170, phương trình của chúng ta có 33 nghiệm. Nếu như người ta bắt giải thì các bạn phải viết lại công thức, tức là cái này với K bằng đây. Nhưng người ta không bắt viết thành từng nghiệm một, mà người ta chỉ bắt tính tổng. Thế thì ở đây các bạn dùng chút ít công thức của lớp 11 về cấp số cộng. 33 nghiệm này lập thành một cấp số cộng có U1 là số hạng đầu tiên ứng với K bằng 0, tức là bằng π/3. Công sai ở đây mỗi cái lệch nhau, các bạn nhìn thấy 2π/3, và tổng này có 33 số hạng. Tất nhiên các bạn biết công thức SN bằng 2U1 cộng N-1 nhân D đóng móc nhân N/2. U1 biết rồi, D biết rồi, N biết rồi, các bạn thay số vào, chúng ta có bằng 363π. Trả lời tổng các nghiệm của phương trình đã cho bằng 363π. Như vậy với ba ví dụ này thì các bạn đã thấy rằng nếu chúng ta phải giải một phương trình lượng giác trên một miền cụ thể thì cách giải rất đơn giản. Một, giải phương trình lượng giác bình thường. Hai, giải một bất phương trình nghiệm nguyên để tìm K. Thứ ba, dựa vào đó viết đáp số cần tìm. Bây giờ chúng ta chuyển sang loại 2 của bài toán tìm số K.